Alo, xin chào chị. Em chào chị gái. Của chị, có chị gái đến mua hỏng của gì Hồng Loan ấy. Đang cũng cũng sáng và còn năm. Cho chị vô. Đang cũng cúng cơm cho cậu năm. Chị Ni hôm nay có đến không ta? Có hiện tại là có chị gái đang đến đến cửa. Em ơi, có cửa bên này này. Có chị. Chị. Quý chị. Có chú Đoàn Sữa. Hello em Thảo. Hello Thảo. Xuống giờ đó. Mẹ Thảo em có tới chị. Thảo, Thảo, nhìn cái mặt lên coi là sao gầm hoài chứ. Hả? Ngước cái mặt lên đi. Che cái mặt hoài, mặt đẹp mà không chịu sưa lên cái che biết rồi. Wow, chị Lan nào có live stream em? Chị Lan nào có live stream không? Chị đến mua hàng hả chị? Chị đã thấy mua hàng rồi chú chị. Hiện tại là có một chị gái đến mua hàng ủng hộ chị Loan tại nhà của chú chị. Tại ngày 23 đó chú chị. Đây có khán giả tới mua hàng ủng hộ cho chị Lan của chú anh chị ơi. Sáng giờ là rất là nhiều khán giả đến ủng hộ cho chị luôn. Chị Loan này mua thêm một cái nẹp nữa. Hải chăm chị Loan đó. Ken
Nước chị anh Hải của chị Loan Đoan đi về. Có mua một túi đồ màu đen không của chị? Bùn bùn. Có cô bùn kìa. À có bùn. Bùn dậy rồi mọi người. Bùn ngủ dậy là mọi người ơi. À bôn bôn. Bôn ơi. Bôn ơi, chào khán giả nè bôn. Bôn à. Đi đâu đấy Thảo? Đi đâu hả? Cũng có bôn là có khán giả xem nha. Em đi công chuyện à. Bôn. Đấy. Anh này cũng khoái này. Anh đó. Anh đâu có khái à? Là đạn trứng hả? Để đầu với tụi chứ không mà. Buôn mua hình xăm luôn. Nè, chào khán giả. Hello. Sư phụ. Bôn. Cô bôn. Cô Bôn và cô Ken. À, cô giá trị. Hôm nay Bôn có hình xăm không? Không hả? Trời ơi. Hả? Dạ chú mua cho con hình xăm nha. Nha. Con xích mua hình xăm gì? Hả? À, chào con voi đúng không? Chào con voi cho bôn. À, mua hình con voi cho bôn nha. Đó, cô chú vậy đây là Thảo nè. Là cô Bôn và cô Ken, con có chị Loan nha. Rất là dễ thương anh chú vậy. Phải. Rồi Bôn ơi, anh Ken của con thích hình xăm không? À, Bôn anh Ken của con thích gì? Rất là dễ thương nha. Vậy á. Ra chơi con ra đây. Đầm trái tim đi Bôn. Bôn đầm trái tim đi Bôn. Đầm trái tim đi con. Đầm trái tim đi. Đầm trái tim nha. Bye cô kìa, bye cô về kìa. Bye kìa. Đầm trái tim đi Bôn. Bôn, đầm trái tim đi Bôn. Trái tim với cô kìa con. Rồi, xin phép rồi. À, cô Bôn và bà Ken của chú anh chị rất là dễ thương. Đây là chú anh chị. Cô chú anh chị thấy không? Hai đứa con chị Loan rất là dễ thương nha. Rất là thân thiện của chú anh chị. Rất là dễ thương. Bé Bôn rất thích là hình con voi. Đó mọi người. Em cũng sẽ cảm nhận hiện tại là bé Bôn và bé Ken đang ở trong nhà kêu anh lên YouTube. HB36 sẽ kết thúc clip ở đây nha cô anh chị. Nhớ ủng hộ em một like và đăng ký kênh HB36 luôn.